Giờ này trời nóng nực nè, mà con vợ của mình nó đi về bên nhà má rồi. Điện cho thằng Thịnh kêu nó bên đây qua nhậu đi. Alo. Nghe nè. Ê Thịnh, giờ mày có làm gì không? Không, đang nằm ở nhà chơi nè. Ê, nó nghe nè, bữa nay con vợ của tao á, nó về bên nhà nó rồi. Mày qua đi, hai anh em mình đẩy vài cốc bia chơi coi. Rồi ok, để tôi trốn vợ tôi đi cái. Mày qua lại lẹ ha. Không về em mày ngủ quá mày, bụng mày. Ở này nước lên, chắc tôi lội được ngủ quá. Lẹ lẹ quá nha. Rồi. Tâm. Qua gần, lẹ lên, gần. Qua gần dây. Trời ơi, ngủ mày. Mày làm gì tối ngày mày chơi game quậy đâm. Để vô chợ không thôi, trời từ từ. Cái chả mặt vô dặn vậy. Cái gì vậy, sao? Nè, mày chạy đi ra ngoài, mày cắt đi đây. Đang vô chặn mình nói đi. Mày chạy ra ngoài mà xấu rồi nè. Mày mua giùm tao vài ký khô rồi tao nhậu với Thịnh rồi. Đưa tiền đi. Ủa tiền thì tối tao đưa cho mày 500 ngàn rồi mày đi chơi ghệ mày về còn 300 ngàn không? Ừ ha, quên. Quên đầu mày quên khôn ra. Mày cắt máy đi. Rồi mất uy tín rồi, ông nội chơi game à, nổi con ngồi nữa trời. Nhưng mà e đi vậy, Thịnh quay lại ra cái trống vợ đó. Đi mua cái gì? Mua khô. Khô gì? Khô ghê không? À sao uống rồi nè. Sao uống không khô không? Ừ. Rồi nói đi nội. Nhanh nha. Ừ. Mày ghét cho nào mày uống cà phê nó bị biết tay tao liền đó. Mày ghét tù lao lao vậy. Anh Nhật. Cái gì nữa hả? Mày khô cái mặn rồi khô cái gì? Rất khô kìa. Mày mua tao khô cá đù đù quá. Cá đù đù không? Ừ. Bây giờ con cá gì nó cũng mặn không? Mày nói cá gì nữa không? Cá đù đù nó, cá đù đù. Bây giờ chạy lên xuống mệt chết. À, trời mày nhanh ra đi chạy làm gì đang ngủ ra ngủ được yên với mày đó. Không quý vậy. Nhật. Cái gì đó? Lên nữa. Mua mấy ký. Mày mua hết cá tiền không? Hết 300 ngàn bao gửi không? Ừ. Rồi. Ê, cái gì làm gì khủng chạy tới luôn hoài vậy? Tao lao vậy, bệnh đi á. Nhật ơi. Cái gì đó? Hết xăng luôn rồi. Chạy ba ống quận hết xăng luôn rồi. Đưa tiền đổ xăng đi. Ừ, là chạy, nhặt đưa 300 gửi không? Vậy đổ xăng 50 còn nhiêu mua hết vậy không? Ừ. Rồi. Mẹ, tao lao cái gì á? Mua lẹ gì ấy? Mình nó gần qua đó. A few moments later. Nhật. Xong rồi. Cái gì? Xong rồi. Đâu? Thấy chưa? Ta hẹn cho mày nè. Lấy tiền nè. Bỏ tối đi uống cà phê với bạn gái. Ta hẹn cho mày. Có ngày mày xứng đáng không? Ta biết mà. Làm mồi xong luôn phải không? Để Thịnh qua nhậu không? Mồi gì xong? Mày làm khô rồi. Rồi tao Thịnh nhậu. Trời ơi trời. Tôi chưa nói cho ông kia mồi gì. Mày nói xong rồi. Mày xong rồi xong với mấy trong ban giao thông á. Là sao đâm? Hồi nãy tôi ra chỗ ngã ba phải không? Ừ. Bả đi mất tiêu rồi. Ừ. Cái tôi ra tôi hỏi tôi chạy thẳng vô mấy công an giao thông tôi hỏi luôn. Ủa, mày vô công an giao thông hỏi cái gì? Tôi hỏi chỉ bả, còn bả gì đâu. Mày vô công an giao thông hỏi coi chỗ mày bắt khô đâu cái gì? Ừ. Rồi làm gì công an mất mày? Tự nhiên bắt phạt tôi luôn. Mày khùng quá vậy. Mày tao lao đi đâm. Nói thành người công an giao thông anh chỉ vô mày thôi chứ làm gì bắt mày. Không đội mũ hiểm. Cái đây. Không đội mũ. Mày không đội mũ hiểm hả? Ừ. Trời ơi trời mày ký cho đâm. Mày ngu gì vô quái đâm. Trời đi ra đường. Trời xem không đội mũ hiểm mày bắt mày phải rồi trời. Xin lỗi nha, 300 ngàn nãy đóng phạt luôn. Cái đây. Vậy là không có khô nhậu á. Tôi khô quá tiền luôn á. Ừ. Trời khổ vậy trời. Thôi vậy hồi Thịnh qua ông lo nói chuyện đó nha. Tôi đi. Trời ơi chết tao luôn rồi Tâm ơi Tâm. Khổ vậy khổ dữ vậy trời. Wow. Có nhậu mà nói nhậu rồi. Ê ông Nhật. Cái gì đó Tâm. Ngủ nhậu nằm đi ông nội. Ủa Thịnh. Mày qua nào á? Mới lộ ruộng qua nè. Nói chung giờ xin lỗi luôn hả? Đây anh em giờ xin lỗi luôn nè. Vụ gì nữa ông nội? Ta kêu Tâm đi ra ngoài đường á. Nó mua khô về. Mày cũng phải bắt xe luôn rồi. Bây giờ tiền đâu mua cái đồ nhậu nữa. Rồi lấy gì nhậu? Vậy tao cũng không biết nữa. Ông mấy rồi. Mày về đi bữa nào qua nhà Thịnh đi. Mẹ tôi trốn vợ tôi lội ruộng ngất nhẹp hết trơn đây nè. Trời cái giờ sao giờ thằng em tao nó báo quá trời báo rồi. Không cảm ta đi bữa nào. Gọi đi mau hút đừng kêu tôi nhậu nữa. Nghỉ đi. Nghe giờ mắc lội về nữa. Cái này nó báo trời mất tình anh em luôn trời vừa mất tiền vừa mất xe vừa mất đồ này đủ như vậy này vừa mát tao tan.